chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn bây giờ là mình sẽ tô màu cho các bạn xem. Nghỉ chưa? Hả? Không nghỉ đâu. Nghe em không biết. Em có cái gọi là không ngợi luôn ấy. Tại em tính theo sản lượng mà. Thằng ngu ấy. Thằng ngu. Tính cho sản lượng đấy. 10 video 1 tiếng. Rồi. 10 video 1 tiếng cơ. Người ta thừa rồi, ta thừa 2 video một nữa. Ta làm nó thừa. Tính cho sản lượng mà. Mà làm được bao nhiêu tiếng ở đấy. Rồi. Mà làm được bao nhiêu tiếng ở đấy. Bây giờ làm 8 giờ vào 9 giờ 10 giờ rồi. Có mảnh thiếu ở đây sao tỏa đây. Nghỉ đi không? Ừ? Nghỉ tới 10 giờ đâu nghỉ. Nghỉ sao? 10 giờ thì phải tôi mò xong nhé không? 10 giờ thì nghỉ. Thế mà mình phải quay luôn cái chiều nữa. Trong 10 giờ, 10 giờ. Tôi rửa tay xong, sâu cay. Bây giờ xin tiếp tục tôi mò nhé các bạn ơi. Vậy em đã vẽ sao ai tôi xong rồi các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, video này mình sẽ tô màu cho các bạn xem.
Nếu mình tô màu sau nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Như vậy là mình đi vào hết tô xong rồi các bạn.